thấy SA không, vuông dưới mặt đáy nè, ABC đó, và tam giác ABC vuông đại B nha. Thì muốn chứng minh hai mặt phẳng vuông góc thì bước đầu tiên làm gì? Tìm giao tuyến đi. Giao tuyến đây nè, AC. chốt chưa? Vâng. AC viết ngược lại cũng được. C. Sao không phải với AC? Được chưa? Sau đó nhìn vô hai cái mặt này, kiếm coi cái đường nào vuông với cái giao tuyến này. Thấy mặt SAC chưa? Chọn cái đường nào? S gì đó? SA SA đúng rồi, SA vuông với gì? Vuông với A, AC. AC Để từ đó suy ra SA sẽ vuông cả cả mặt A, B, C. Mà SA chứa trong mặt nào vậy? Chứa trong SAC. Suy ra SAC vuông với lại ABC.